Kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 20 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Cao tốc Tuyên Quang Hà Giang thi công trở lại sau bão. Các doanh nghiệp, nhà máy bắt tay vào khôi phục sản xuất, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất năm. Chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ. Trong phần tin thế giới, EU cấp 10 tỷ euro hỗ trợ các nước bị lũ lụt. Ngân hàng Trung ương Anh quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5% trong bối cảnh lạm phát của nước này vẫn ổn định trong tháng 8 năm 2024. Sáng nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Do ảnh hưởng của mưa bão, một số trường trên địa bàn huyện bị ngập lũ, nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất bị hư hại nặng. Các nhà trường cũng đã tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo điều kiện cho học sinh đi học trở lại. Đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương đánh giá cao sự chủ động của huyện Chiêm Hóa, ngành giáo dục và đào tạo. Các trường học đã đoàn kết khắc phục khó khăn hậu quả thiên tai. Đồng chí đề nghị địa phương, ngành, trường học quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, lưu ý các vấn đề về điện, nước sinh hoạt, vệ sinh để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh được học tập trong môi trường thuận lợi, an toàn, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ ngành giáo dục và giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện Chiêm Hóa khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc ủng hộ hỗ trợ nhân dân Tuyên Quang. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ 3 tỷ đồng, mong muốn nhân dân Tuyên Quang sớm khắc phục thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương đã trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc và khẳng định đây là nguồn lực rất cần thiết, có ý nghĩa to lớn đặc biệt trong thời gian này đối với Tuyên Quang. Tại thị xã Phú Thọ, Hội chữ thập đỏ và Hội nông dân tỉnh đã tiếp nhận lô hàng gồm 80 tấn hàng bao gồm các vật phẩm thiết yếu với trị giá gần 3 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt hỗ trợ nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng thi công. Ngay sau khi thời tiết thuận lợi, tại công trường dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang trên địa bàn huyện Nam Yên, các nhà thầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc bắt tay ngay vào thi công trở lại. Bão đi qua, thời tiết thuận lợi. Tại gói thầu này, đơn vị đã huy động tối đa máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, công nhân của đơn vị đã làm việc 3 ca 4 kíp với không khí lao động khẩn trương. Nhận được mặt bằng đến đâu, đơn vị thi công dứt điểm ngay đến đó. Tập trung san ủi mặt bằng, đào đắp nền đường, thi công các hạng mục công trình thoát nước. Bố trí ăn ngủ đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, thi công liên tục ngày đêm để đảm bảo tiến độ với gói thầu xây lắp 23. Dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang qua địa bàn huyện Hàm Yên có tổng chiều dài trên 48 km. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc, tăng tốc hoàn thành các mục sau những ngày mưa bão, đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm này. Công ty đã huy động gần 70 thiết bị máy móc, hơn 100 công nhân tiến hành đào thay đất, đắp bù đất nền đường và thi công cầu chui, cống hộp. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư, không khí làm việc của cán bộ, công nhân trên công trường hết sức nhộn nhịp với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những khó khăn, vướng mắc được giải quyết kịp thời cũng là điều kiện để dự án hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Huy động lên công trường để tiến hành thi công cả tăng ca cả ban đêm, bù lại những cái sản lượng đã chưa hoàn thành được trong cái đợt mưa gió vừa rồi. Công ty cũng đã quyết tâm, anh em công trường cũng quyết tâm là cố gắng hoàn thành đúng tiến độ. Với quyết tâm không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang,
các địa phương trên địa bàn có dự án cao tốc đi qua huyện Hàm Yên đang tích cực tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng gắn với việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư trên địa bàn. Ngay sau khi bão lũ đi qua, các doanh nghiệp, nhà máy bắt tay vào khôi phục sản xuất, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất năm. Nằm trong cụm công nghiệp Phúc Ứng, tuy không bị ảnh hưởng thiệt hại lớn, nhưng do bị mưa lũ chia cắt nên cũng làm gián đoạn đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp này. Ngay sau khi mưa lũ đi qua, đơn vị đã bắt tay vào đẩy mạnh sản xuất cho kịp tiến độ các đơn hàng. Một trong các biện pháp được tập trung thực hiện đó là chủ động nguồn nguyên liệu để đáp ứng cho hoạt động những tháng cuối năm. Cùng với đó, đơn vị luôn đặt yếu tố an toàn lao động lên hàng đầu. Cũng là một trong những ngành sản xuất công nghiệp nặng. Trên về phía an toàn lao động thì đầu tiên là công ty bao giờ cũng thực hiện từ cái khâu mà kiểm tra máy móc thiết bị trước khi vào vận hành. Sau đó là cái quy chế sửa chữa bảo dưỡng định kỳ để làm sao mà cái quá trình máy móc vận hành là không xảy ra sự cố. Và đặc biệt là những cái sự cố có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Là đơn vị chuyên sản xuất sản phẩm bột đá siêu mịn cung cấp cho các ngành công nghiệp chế biến, cường độ lao động cao, ngoài việc đầu tư dây chuyền, thiết bị công suất lớn hiện đại, thì công tác bảo dưỡng, duy tu lại máy móc được quan tâm chú trọng. Công ty tăng cường tập huấn trang bị kiến thức kỹ năng, tạo sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm của người lao động để cùng góp sức vào hoạt động của đơn vị. Trong tất cả các bộ phận thì đều chấp hành và những quy định mà cái vận hành máy móc thì đều đảm bảo an toàn trong lao động. Hàng năm thì nó cũng có định kỳ của công ty là để bồi dưỡng cho các cán bộ nhân viên trong nhà máy là để nắm bắt thêm một số kỹ thuật cần thiết. Bản thân chúng tôi là luôn luôn là nâng cao trong những ý thức làm việc. Cũng như nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, tuy không bị ảnh hưởng do trận lụt vừa qua, song công ty cổ phần bột đá trắng Tuyên Quang đã linh hoạt cho công nhân trong vùng ngập lũ được nghỉ làm, tránh việc di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa lũ để đảm bảo an toàn. Tính đến thời điểm này, công ty sản xuất được trên 17.000 tấn sản phẩm, đạt 70% kế hoạch. Năm nay, thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất. Do đó, đơn vị đang tập trung cao độ, phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu kinh doanh đề ra. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh những thiệt hại nặng nề do trận bão lũ lịch sử thì chúng ta còn có thể thấy cả những câu chuyện về niềm tin, hy vọng và nỗ lực vượt lên khó khăn của người dân. Nhiều bà con chọn cách kiên cường tiến lên, khắc phục thiệt hại. Trong hành trình ấy, họ có sự quan tâm, động viên hỗ trợ của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và cả cộng đồng. Sức lại tinh thần. Sau khi lũ rút, người nông dân này nhanh chóng vệ sinh chuồng trại, chăm sóc tốt cho số vật nuôi còn lại của gia đình. Với anh, thiệt hại là điều khó tránh khỏi trước thiên tai bão lũ. Song quan trọng hơn là tinh thần không chịu khuất phục trước khó khăn, nghịch cảnh và con người chính là con của. Bây giờ khắc phục lại từ đầu, con người con của cứ có sức khỏe, ta cố gắng giữ gìn cái sức khỏe là có hết. Gia đình vốn khó khăn, rồi lại chịu nhiều thiệt hại do bão lũ với nhiều đồ đạc và hoa màu đã bị hỏng. Người cựu chiến binh này vẫn luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan. Sự quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia kịp thời của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội chính là những món quà nghĩa tình, động viên, khích lệ những hộ như gia đình ông. Rất là xúc động về cái việc như vậy là lãnh đạo, các cấp chính quyền đã quan tâm đến chúng tôi từ cái hộp cơm này cho đến hộp mì tôm cho đến gói sữa. Vẫn còn đó nhiều khó khăn, song với sự sẻ chia, chung tay hỗ trợ của đồng bào và tinh thần ý chí mạnh mẽ, vững vàng tiến về phía trước của người dân chính là những điểm tựa vững chắc để vực dậy sau bão lũ. Binh xã cũng tổ chức thăm hỏi động viên để hội viên cố gắng là khắc phục hậu quả sau lũ và phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục tăng gia sản xuất, góp phần xây dựng quê hương. Hiện nay, người dân tại các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả của mưa lũ với tinh thần khẩn trương để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Các tổ chức chính trị xã hội cũng đã phát huy vai trò tuyên truyền, kêu gọi sự đoàn kết, tương thân, tương ái để người dân tái thiết sau bão lũ. Đặc biệt là khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vượt lên khó khăn trong hội viên và nhân dân.
Thiệt hại trồng thiệt hại, đó là tình trạng hiện nay của xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đang gặp phải. Hậu quả của cơn bão số 3 còn chưa kịp khắc phục xong, thì trong chiều tối ngày hôm qua, 19 tháng 9, địa phương này đã bị ảnh hưởng nặng khi trận dông lốc làm nhiều diện tích lúa, hoa màu và nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau khi mà bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 thì ngay trong đêm ngày hôm qua, người dân ở đây đã bị thiệt hại thêm một lần nữa bởi những cơn dông lốc. Chưa hết bàng hoàng vì 18 hectare chanh đang vào thời kỳ chuẩn bị cho thu hoạch của trang trại bị ngập lụt bởi hoàn lưu cơn bão số 3, thì vào chiều tối ngày hôm qua, cơn dông lốc lại gây thiệt hại lớn cho gia đình ông Hùng. Dàn tưới nước tự động hàng tỷ đồng vừa lắp đặt chưa đi vào hoạt động, bị hư hỏng nặng. Thu nhập của gia đình ông Hùng đều trông chờ vào vườn chanh, thì nay đã đứng trước nguy cơ mất trắng. Dông lốc đi qua để lại cho người nông dân những thiệt hại nặng nề. Cành gãy rồi là cây đổ, thì hôm trước thì là bão thì nước nó cuốn thì đổ về một phía, bây giờ thì hôm nay lại có cây là lại đổ ngược lại, thì tôi nghĩ là chắc những cái cây đấy là cũng hỏng hết. Cơn dông lốc kèm mưa lớn xuất hiện vào tối qua đã khiến một số điểm trên địa bàn xã Cấp Tiến bị thiệt hại nặng. Gần 50 ngôi nhà của hộ dân bị ảnh hưởng tốc mái. Trên 40 hectare lúa, cây nông nghiệp bị đổ rạp, ảnh hưởng đến năng suất. Cùng với hơn 10 hectare rừng trồng và nhiều cây hoa quả bị gãy đổ. Tuy nhiên, may mắn là không có thiệt hại về người. Hiện địa phương đang huy động mọi lực lượng tập trung hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục thiệt hại. Kịp thời động viên các cái hộ gia đình, đặc biệt là cái hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo xảy ra cái vấn đề về tốc mái, thì chúng tôi đã huy động lực lượng ở các thôn thì cũng giúp đỡ gia đình là lập lại mái, sửa lại nhà cho các hộ gia đình đó. Hiện nay vẫn đang mùa mưa bão nên hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sấm sét thường xảy ra. Vì vậy, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi có các hiện tượng thời tiết cực đoan. Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng sạt lở, xã Hồng Lợi đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống của nhân dân. Tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến đất ta luy sạt lở, tràn vào nhà ông Ma Văn Chất, thôn Nà Tang, làm sụp đổ tường nhà, hư hỏng nhiều đồ đạc. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Hồng Lợi cùng bà con trong xóm đã hỗ trợ gia đình ông di rời đến nơi an toàn. Huy động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, hỗ trợ kinh phí để gia đình trang trải trong giai đoạn khó khăn này. Cũng đã có cái công ty, người ta cũng đã thông qua chỗ ủy ban là đã hỗ trợ được gia đình được 25 triệu. Triển khai cho hội viên ở tại địa phương hỗ trợ giúp đỡ gia đình hội viên để chuyển nhà kịp thời để ổn định cái khu vực tránh nguy cơ có thể xảy ra. Thời gian này, xã Hồng Lợi, huyện Yên Sơn phải đối mặt với tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường, công trình hạ tầng và nhà cửa bị hư hỏng. Trên 20 điểm sạt lở tại các trục đường, 81 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 5 hộ bắt buộc phải di rời khẩn cấp. Hiện nay cơ bản các tuyến đường đã và đang được lực lượng chức năng xử lý, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông. Xã cũng đã nắm bắt nguyện vọng của bà con để đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền phương án tái định cư cho những hộ thuộc vùng có nguy cơ sạt lở. Huy động lực lượng, máy móc, thiết bị của người dân và phối hợp với các quan phòng ban của huyện đã khắc phục các tuyến đường sạt lở để làm sao sớm nhất là các tuyến đường giao thông được thông suốt để bà con đi lại sản xuất bình thường. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết khiến tình trạng sạt lở đất trở thành nỗi lo thường trực, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng. Xã Hồng Lợi chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân, thường trực 24/24, kịp thời nắm bắt để xử lý nhanh nhất khi có tình huống xấu xảy ra. Sau cơn lũ vừa qua, nhiều địa phương bị ngập úng, tiềm ẩn tình trạng ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, nhất là một số bệnh truyền nhiễm. Ngành y tế đã triển khai các hoạt động chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường. Nhà chị Hương thuộc khu vực bị ngập sâu của xã Mỹ Bằng trong đợt lũ vừa qua. Nước ngập sâu hơn 2 ngày mới rút, nên nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh sau lũ là rất cao. Trước khi tái đàn, gia đình chị Hương đã dọn dẹp, tiến hành rắc vôi, khử khuẩn toàn bộ khu chuồng trại để tiếp tục chăn nuôi. Cán bộ của thôn
đến hướng dẫn để vệ sinh chuồng trại cho nó sạch sẽ để bắt lợn về để chăn nuôi. Đợt lũ vừa qua, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều bị ngập sâu, nhất là các vùng bị ngập lụt dài ngày, rất dễ xảy ra các ổ dịch bệnh truyền nhiễm. Suốt từ khi nước lũ rút hết cho đến nay, ngành y tế đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương, đặc biệt là cử cán bộ y tế xuống tận thôn, xóm, hướng dẫn người dân cách xử lý môi trường, thu gom xử lý xác động vật chết, xử lý nguồn nước bị ô nhiễm, bảo đảm người dân luôn có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt. Là tất cả các đơn vị trong ngành y tế đều phải có nhiệm vụ hướng dẫn cho người dân trong việc sử dụng nước sạch, tuyên truyền để người dân biết cách vệ sinh cá nhân, vệ sinh gia đình và vệ sinh môi trường. Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, nó giúp cho cái việc phòng bệnh. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có dịch bệnh nào được phát hiện. Tuy nhiên, ngành y tế các địa phương vẫn đang tiếp tục tổ chức giám sát, phát hiện sớm, chủ động xử lý triệt để các ổ dịch nếu có xảy ra sau ngập úng. Chủ động trong công tác phòng chống và phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe nhân dân, góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đưa cuộc sống người dân vùng lũ trở lại bình thường. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã được cấp huy hiệu xác minh, khẳng định tính chính thống và uy tín của kênh. EU cấp 10 tỷ euro hỗ trợ các nước bị lũ lụt. Thưa quý vị, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã được cấp huy hiệu xác minh, khẳng định tính chính thống và uy tín của kênh. Đẩy mạnh phân phối nội dung trên nền tảng số, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đăng tải những bản tin, chương trình đặc sắc, có bản quyền với hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, phục vụ khán giả trong nước và cả nước ngoài hoàn toàn miễn phí. Hiện nay, kênh đã có hơn 22.000 người theo dõi với trên 3 triệu lượt xem. Cùng với fanpage Tuyên Quang TTV đã có tích xanh. Việc được cấp huy hiệu xác minh giúp kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tăng thêm uy tín, trở thành kênh thông tin an toàn và hợp pháp trên mạng Internet cho quý khán giả. Đồng thời cũng khẳng định sự trưởng thành trong quá trình phát triển trên nền tảng số của TTV. Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn được Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên xác định là nhiệm vụ cốt lõi và tập trung các giải pháp thực hiện. Gần 40 đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế TNT Minh Vương ở thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên vừa được kết nạp. Việc thành lập công đoàn cơ sở có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của người lao động tại doanh nghiệp này. Qua đó thu hút công nhân lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty. Tổ chức công đoàn là một cái tổ chức mà mang lại quyền lợi, lợi ích cho chính những người lao động mà chúng tôi đang sử dụng, gắn kết giữa các cơ quan đơn vị và các tổ chức công đoàn của các cơ quan đơn vị và giao lưu gắn kết để học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị khác. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên thường xuyên quan tâm chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên. Như vậy, số lượng và chất lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở không ngừng được nâng lên. Huyện hiện có trên 100 công đoàn cơ sở với gần 9.000 đoàn viên công đoàn. Mỗi năm có khoảng 84% đơn vị tổ chức đối thoại với người lao động, gần 90% đơn vị doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các tổ chức công đoàn đã nâng cao vai trò vị trí là đại diện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Bảo vệ tất cả các quyền lợi và lợi ích của công nhân viên chức lao động, góp phần gắn kết giữa công đoàn và người sử dụng lao động. Làm nhà quỹ mái ấm công đoàn, rồi chăm lo đời sống cho người lao động, hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo. Qua đó đã thu hút được đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn. Với phương châm ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn, những việc làm cụ thể của tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện Hàm Yên đã thực sự phát huy được hiệu quả, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc đối với người lao động, giúp họ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của mỗi cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Là một trong các địa phương bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, ngay sau mưa bão, huyện Na Hàng thực hiện khắc phục ổn định đời sống người dân, trong đó phát triển hệ thống tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ngay sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Na Hàng cùng với các học sinh quay trở lại lớp học. Thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp,
tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động, phối hợp mở các lớp dạy nghề thông thường, dễ vận dụng vào điều kiện thực tế của người nông dân ở từng địa phương. Hàng năm thì cái công tác đào tạo nghề đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra. Và cái hiệu quả sau đào tạo nghề thì vì là địa phương thì chủ yếu là nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp, thì trung tâm cũng chú trọng đào tạo vào một số nghề phi nông nghiệp mà phục vụ hỗ trợ cho cái sản xuất nông nghiệp. Năm 2024, huyện Na Hàng đề ra mục tiêu giải quyết việc làm mới cho trên 1.800 lao động. Các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể hỗ trợ việc vay vốn giúp các gia đình phát triển kinh tế. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước gắn với đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng lao động. Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2024, toàn huyện giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động đạt trên 100% kế hoạch năm. Trong đó, lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước là gần 500 người. Lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 149 người. Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp thì phòng lao động đã phối hợp với các đơn vị cũng như trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thì mở các lớp dạy nghề cho người lao động. Và từ các lớp dạy nghề thì đã giúp cho người lao động tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập, góp phần giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống. Những tháng cuối năm, huyện Na Hàng tiếp tục thực hiện các chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó tập trung phối hợp với các trường, trung tâm và đơn vị đào tạo nghề, tổ chức thực hiện tư vấn nghề nghiệp, triển khai tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động. Những năm qua, phong trào hát then được người dân huyện Lâm Bình hưởng ứng và không ngừng phát triển. Các câu lạc bộ hát then đàn tính thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, hát các làn điệu dân ca của dân tộc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của then trong cộng đồng dân cư gắn với phát triển du lịch. Là người đam mê với hát then, đàn tính, ông Ma Văn Di ở thôn Vàng Áng, xã Thổ Bình thường xuyên tổ chức gặp gỡ luyện tập và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sưu tầm các làn điệu then cổ để tổ chức tập luyện. Dựa vào đó để đặt lời mới với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, cổ vũ phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Qua đó khơi dậy niềm đam mê với văn hóa truyền thống cho con cháu, người thân trong gia đình nhằm giữ gìn phát huy các giá trị tốt đẹp. Rất xa xưa rồi, ông cha để lại, thế bây giờ nó cũng gần mai một đi, rồi thì cũng muốn giữ gìn, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Huyện Lâm Bình duy trì 108 đội văn nghệ thôn, tổ dân phố, cơ quan trường học, 38 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, 5 câu lạc bộ hát then, đàn tính, 7 đội văn nghệ phục vụ khách du lịch. Các địa phương thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu, truyền dạy nhằm lan tỏa phong trào hát then. Huyện đưa làn điệu then cổ của dân tộc Tày trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng. Chính vì vậy, việc truyền dạy hay lan tỏa phong trào hát then, đàn tính của những nghệ nhân góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của du khách mỗi khi đến với Lâm Bình. Đối với hát then bây giờ đấy cũng thành một sản phẩm của du lịch của huyện mình. Thì bây giờ là phát triển là cả vấn đề là then cổ, then mới và then, tức là then cách tân. Thế thì bây giờ là tôi cũng đang để truyền dạy là các cái bài then cổ cho các thế hệ để cho những ngày hội, ngày tổ chức các ngày lễ, ngày hội của huyện đấy là phải có các bài then cổ để thể hiện để cho các thế hệ bây giờ đã tiếp cận. Để duy trì và phát huy giá trị di sản then của người Tày, huyện Lâm Bình tiếp tục quan tâm, ưu tiên mở các lớp truyền dạy cho những người có cùng sở thích, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuyên truyền, khuyến khích đội văn nghệ ở các thôn bản, tổ dân phố, trường học thường xuyên tổ chức giao lưu, liên hoan nhằm đẩy mạnh phong trào hát then ngày càng lan tỏa sâu rộng trên địa bàn, gắn với thúc đẩy phát triển du lịch. Tin trong nước. Với tiến độ triển khai các dự án nguồn điện được phê duyệt trong quy hoạch điện 8 hiện nay, việc cung ứng điện trong các năm tới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không có cơ chế chính sách đặc biệt. Đó là những ý kiến được đưa ra tại hội thảo Cơ chế chính sách đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức ngày 20 tháng 9 tại Hà Nội. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tính đến cuối năm 2023, tổng công suất nguồn điện tồn hệ thống vào khoảng 80.000 MW, trong đó nguồn điện từ năng lượng tái tạo là hơn 21.000 MW. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, EVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành đưa vào vận hành các nguồn điện với tổng công suất là trên 6.000 MW. Hiện nay, EVN đang gấp rút triển khai đầu tư các dự án trọng điểm để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng hàng năm. Hiện các dự án điện khí LNG vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Theo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, 10 năm qua, việc phát triển nguồn điện còn chậm trễ. Vì vậy, giải pháp đối với các dự án ưu tiên
quan trọng quốc gia là cần thiết, có chế độ giám sát nghiêm ngặt, song song với việc tháo gỡ vướng mắc từ các cấp có thẩm quyền, cần phải có giải pháp xử lý đối với các dự án chậm trễ nhiều năm như chuỗi khí, điện Lô Bô Môn và cá voi xanh. Xây dựng dự thảo luật dữ liệu, Bộ Công an đề xuất 8 nhóm dữ liệu không được phép công khai, gồm dữ liệu cá nhân không được chủ thể dữ liệu đồng ý, dữ liệu là bí mật nhà nước, dữ liệu tác động đến quốc phòng an ninh. Những dữ liệu có thể ảnh hưởng đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác, thông tin thuộc bí mật công tác, thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước, tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ cũng thuộc nhóm không được công khai. Dự thảo luật dữ liệu sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp tháng 10. Tin thế giới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen vừa công bố gói hỗ trợ 10 tỷ euro từ quỹ liên kết của Liên minh châu Âu EU cho các quốc gia Trung Âu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Thông báo được đưa ra trong chuyến thăm của bà von der Leyen tới Ba Lan. Bà von der Leyen cho biết đây là khoản hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các nước bị ảnh hưởng. Bà cũng khen ngợi tinh thần đoàn kết của người dân trong các quốc gia này. Ngoài ra, EU có thể sử dụng quỹ đoàn kết để hỗ trợ tái thiết và khắc phục hậu quả. Trong tuần qua, mưa lớn bất thường đã gây lũ quét tàn phá nhiều khu vực rộng lớn tại Áo, Ba Lan, Romania và Cộng hòa Séc. Thảm họa khiến 24 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ về việc hỗ trợ Ukraine vượt qua mùa đông đầy thách thức sắp tới. Bà cho biết Liên minh châu Âu EU sẽ cung cấp thêm gần 160 triệu euro để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá của Ukraine và đảm bảo nguồn cung cấp điện cho người dân. EU hơn 2 năm qua đã cung cấp khoảng 2 tỷ euro giúp Kyiv đảm bảo an ninh năng lượng. Chủ tịch EC Leyen cho hay, EU sẽ giúp Ukraine khôi phục các cơ sở phát điện để đáp ứng 15% nhu cầu sử dụng trong mùa đông tới, đồng thời tăng cường xuất khẩu năng lượng cho Kyiv. Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng khi mùa đông đang đến gần. Moscow những tháng qua tăng cường tập kích các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và hạ tầng truyền tải điện trên khắp Ukraine để phản ứng với các cuộc tấn công của Kyiv và lãnh thổ Nga. Liên quan tới cơn bão Boris đang hoành hành tại châu Âu, giới chức Italy hôm qua cho biết đã khẩn trương tiến hành công tác sơ tán khoảng 1.000 người dân đến nơi tránh trú an toàn khi bão đổ bộ vào hai vùng của nước này, gây lũ lụt nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề. Quân đội cho biết 16.000 binh sĩ cùng cảnh sát và hàng nghìn tình nguyện viên đang hỗ trợ ở khu vực này. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định hệ thống đê bao của thành phố hiện vẫn vững chắc sau các trận lũ lụt trầm trọng chưa từng thấy trong ít nhất 2 thập kỷ qua càn quét Trung Âu vào tuần này. Nhiều vùng rộng lớn tại Áo, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia đã ghi nhận lượng mưa lớn bất thường. Số người thiệt mạng do các điều kiện thời tiết khắc nghiệt do cơn bão này gây ra đã tăng lên ít nhất 24 người. Ngân hàng Trung ương Anh ngày 19 tháng 9 đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5% trong bối cảnh lạm phát của nước này vẫn ổn định trong tháng 8 năm 2024. Với 8 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh quyết định giữ nguyên lãi suất. Trước đó, đầu tháng 8 năm 2024, cơ quan này lần đầu giảm lãi suất xuống còn 5% kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3 năm 2020. Từ tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%, mức cao kỷ lục trong 16 năm, nhằm kiềm chế lạm phát tăng cao tại Anh. Đưa ra tín hiệu có khả năng sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tới của Ủy ban Chính sách Tiền tệ vào tháng 11 tới. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết sẽ thực hiện cách tiếp cận dần dần để nới lỏng chính sách tiền tệ với giả định tình hình kinh tế không biến động mạnh. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, sau mưa bão lũ lụt, rất nhiều vi sinh vật chất thải trôi theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh đường tiêu hóa, cảm cúm, đau mắt đỏ. Hiện lực lượng y tế tại các địa phương đã và đang triển khai hàng loạt biện pháp khắc phục, tập trung xử lý vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh nhằm ổn định đời sống người dân. Theo đó, để phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, người dân cần chủ động bảo đảm vệ sinh môi trường quanh khu vực mình sinh sống.
thực hiện thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất để khử trùng nước sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế địa phương. Đồng thời, thực hiện ăn chín, uống sôi, phòng tránh bệnh lây qua đường tiêu hóa để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Thông tin trong mục 60 giây cập nhật vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.